Thank you.
Béo lắm phết đấy, chị Đoài ơi, béo lắm. Béo mà. Béo. Ăn được em mua hai con để mấy con gà này mới lớn thì cái lồng này sợ ăn cân đi, không có mấy lạng đâu. Cái lồng không bao giờ đến 4 lạng. Nó nằm nghiêng, đúng thế là nó dậy phát rồi. 2 cân 6. Ừ, có được 3 cân đâu. 2 cân 6 á? Thank you.
cho anh cứ để từ cái cô kia cứ tưởng bọn cháu mua về bán còn cho mang xem như mình ảnh mới tìm Abi khá chứ nhỉ. Cái loại này nếu lấy đi mua nhá, sắp để trứng rồi đấy. Được chưa? Cái mặt đổ thế này để Ăn một nửa thôi, ăn một nửa như là nữa là to, ngon không? Mua cho sữa mút này.
Understand. Đấy là cho mẹ đi.
đây ba lại đi.